Hello tất cả bạn, mình là Nguyễn Đức Lợi của Hunter Store. Hôm nay mình sẽ review em Mayfax Spider-Man Comic Version Bootleg. Phiên bản bootleg thì Em này thì thực chất là phụ kiện khá là đủ. Các em này cũng kiểu bị cái lỗi sơn giống như Mayfax bản trước, là cái màu đỏ, cái kiểu màu cái đường panel line, cái màu đen của nó khá là lạ. Nhưng mà thôi, cái này con này sẽ để ra sau, bây giờ mình sẽ nói về bóc trước. Thì bóc con này có thể nói là nhìn khá là chuẩn so với hàng khá chuẩn so với hàng view này các bạn nhìn này. Đấy, ở đây mà nó ghi là 6 inch nhá, con Mayfax thứ 75 nhá, The Amazing Spider-Man Comic Version Action Figure. Và ở bên này có một cái pose con này nhé, và ghi là Mayfax và các thứ. Sau thì chiếu các pose và cái sơn đúng và hình gốc, và ngoài ra có các mặt của nó nữa, cái phụ kiện các thứ mà mình sẽ nói sau. Bây giờ cho các bạn xem qua về con này. Thì con này có thể nói là so với box thì cái màu xanh của nó không tươi bằng. Cái này là tất nhiên. Cái lý do nó màu xanh không được cân bằng như này đó là tại vì cái panel line với cả cái shading của nó không được đều. Thế nên là đúng ra thực chất thì trong cái video này camera này nó còn bắt mắt hơn cả cả ngoài đời. Và cái màu xanh của nó sẽ giống như kiểu màu xanh đậm có nhiều shading màu đen. Ví dụ chỗ này nó bị hơi nhiều màu đen quá và sờ hơi thô. Cái này ấy thì mỗi con có một khác. Ví dụ như mấy cái đường đen này này ở trong bản Mayfax Real nó cũng khá là dị, nó không được đều. Nếu mà các bạn nào nhìn thấy con Mayfax của shop đầu tiên ấy, con này nó đen, rất đen ở chỗ này. Nhưng mà con này lại không có, nó chỉ đúng là nó có đen hơn bình thường nhưng mà không có đen xì xì như con bản gốc. Hoặc là ví dụ như cái tay này nó không có một tí gì sơn màu đen thôi. Đấy, nhìn không, đen từ từ có một tí sơn đen ở đây rồi nó bị lem. Đấy, còn chỗ này phải tươi, chỗ này lại đậm, cứ như kiểu Mayfax ở bản real nó không hiểu không biết shading là gì đâu, rồi bản fake cũng copy theo. Và đấy các bạn nhìn nó không hợp đều một tí nào tại vì cái chỗ màu đen của ngực này nó bị đen vào cái cổ nó lại rất là tươi và nó bị lem khá nhiều chỗ, ví dụ như ở đầu này là mình nhớ tới con nhện gốc nó bị như thế. Con nhện gốc đầu tiên ở Homecoming fake cũng bị như này. Và mình thích cái scope của con này rất nhiều đó, ở cái chỗ này của nó kiểu nó hiện một cái mặt nạ ở đấy, nó thừa ra cảm giác như kiểu mình có thể cạy nó ra, rất là buồn cười. Qua camera này ấy, thì các bạn thấy được cái màu trắng và cái màu đen này nó rất là sắc nét, nhưng mà thực chất ấy thì nó không quá sắc nét. Mà đây, nếu mà nhìn gần hơn thì nó nhìn khá thô, và nếu bạn nào có móng ấy đừng chạm vào chỗ này, nó sẽ bị chảy giống như con Alien Spider SHF Real. Và cái chỗ này đây cũng một lần nữa thấy cái shading nó rất là không đều. Ví dụ như ở cái vai này, xong rồi chỗ này nó không hợp giống nhau. Ở bản view nó cũng vậy, nhìn khá là dị. Về khớp ấy, em này thực chất ấy rất là tốt. Em này không quá lỏng, nếu mà lỏng ấy thì chỉ có mỗi chỗ này thôi. Đấy, chỗ này rất rất dễ kéo xuống và nó rất dễ bị di chuyển. Nhưng mà kệ, nếu mà ấn lên phát là nó bình thường. Thực chất thì Mayfax chơi ấy, một số em real nó rất là dễ bị gãy các thứ, nó bị lỗi không đồng đều, nó làm không đồng đều như SF. Thế nên là vốn dĩ mình vẫn trung thành với nhện SHF chứ mình không trung thành với Mayfax một tí nào. Nhưng mà có phải nói là em này thì về size bây giờ mình sẽ đo nhá, theo trong box và hàng real là em này phải 6 inch. Nên là bây giờ mình sẽ đứng em này ở đây. Đấy, ôi chết rồi, cái này bị chạy quá. Đấy. Rồi, để em mình đứng thế. Đứng trước đây. Thì con này là hiện tại đang đúng 14 cm. Và tầm 5 inch rưỡi. Nó bị thiếu 0,5 inch. Và tất nhiên là cái việc 6 inch ý, nó nghĩa là nó sẽ bằng với con Marvel Legend. Thế nên là nếu mà mua con này fake thì con này lại bằng với con SHF. Thế buồn cười. Và nó lùn hơn, kiểu chắc chắn nó sẽ lùn hơn Tony Stark và Captain America hàng real. Đấy, em này ý, thì thực chất ý, nhiều có rất nhiều pose cái khớp, về chất lượng khớp của nó con này rất là tốt. Và đây ví dụ kiểu mình chỉ thấy là cái chỗ này nó xấu rồi, từ phần dưới này. Thế nên là nhìn qua góc camera đoạn này thì nó rất là đẹp. Nhìn nó rất là đẹp. Đấy. Kiểu nếu mà các bạn nào
nên mình kiểu không không ưa cái đầu gối này lắm, thế nên là mất cái đầu gối đi. Á, cái này auto đẹp luôn, nhìn nhìn hấp dẫn đó. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ pose em này ở đây, từ từ trong cái pose nào. Cái đầu gối nhỉ. Từ nó không nghĩ được cái pose gì. Ít chơi nghiện lắm, là không có nghiện để chơi. Sắp tới thì nếu các bạn từ tính nhà bây giờ nhỉ, nó không pose sẽ nghiện rồi. Có thể cho làm đấy. Đây là Mình sẽ nói qua về một ít phụ kiện. Thì con Mayfax nào cũng đều có một cái base rất là đẹp. Thích base Mayfax nhất. Tại vì nó bền hơn, nó dày hơn cả SSF và vặn lại và nó vẫn giữ được mấy con kiểu Marvel Selector các thứ. Ngoài ra còn có một cái face, cái mặt Peter Parker già, nhưng mà không phải già mà kiểu comic, nhưng mà nhìn có vẻ như là em này da hơi tái, nhưng mà camera này nếu mà tắt đèn đi thì thực chất là nó sẽ hơi sát. Vẫn tắt đèn thì nó hơi bị tối, nhưng mà ở ngoài nhìn ở ngoài sẽ đỡ hơn, nhưng mà nó không đỡ mấy mấy đâu, nó chỉ thêm màu vàng thôi đấy. Một cái mặt này, một cái mặt nữa nó có là cái mặt bố mày chuẩn bị đấm chất mặt ngoài tại vì mày chửi tao. Nhưng mà thực chất thì em này thì nó bị thiếu panel line, mà cái đường nhện tơ nhện này không được sơn đen giống như cái đầu gốc. Nó bị chỉ bị lem là chính thôi. Nhưng mà tốt nhất là sau khi mình chơi con Homecoming ở Mayfax Spec, mình khuyên các bạn đừng sơn vào thì ghê lắm. Em này thực chất thì phụ kiện em thì khá là đơn giản. Em thì có hai loại tay bò tường, một loại tay có 5 châm và một loại tay không có, và có nghĩa là có 4 tay bò tường, và ngoài ra có hai tay bắn tơ nhện và hai tay cầm tơ nhện, hai tay cầm tơ nhện, và mỗi em còn bị lem một chỗ khác nhau nên là khá là khó hiểu. Thì ngoài ra còn có hai tay mở như kiểu hello mother fuck ở trên người đó, và hai tay, và tất nhiên không thể thiếu được là hai tay đấm. Ngoài ra thì em này có một số phụ kiện quay lại giống như cái miếng này thực chất ấy là để gắn vào base, nhưng mà nó không dùng để gắn cái lỗ thanh này, có thể dùng để gắn vào mấy em Figma nhưng mà không thể dùng đấy, mà mình có thể gắn vào cái lỗ này ở đâu rồi, vãi cái lỗ này có vẻ bị nhựa thừa nên là không gắn được vào. Ok đấy, xong rồi dùng cái tay cầm tơ nhện, xong rồi nó kiểu bắn vào mặt này, kiểu giữ cái base ở đây, xong rồi nó bắn vào khá là hay. Và nó thay đổi khá là hay nữa là cái là con Mayfax cũ ấy, tất cả tơ nhện của nó đều là màu kia, nhưng mà con này nó lại là màu trắng giống như trong truyện, thế là hay. Ngoài ra nó có một cái kiểu này nữa là nó cũng có hai cái chân 5 châm. Thì nếu bạn nào dùng mấy chân này ấy, mình không biết cái 5 châm này nó có giống như mấy 5 châm kia không, nhưng mà bản cũ của mình nó bị rơi mất mấy cái 5 châm thôi, nó không Homecoming của mình. Và ngoài ra nó còn có các thể loại tơ nhện khác nhau. Nó có một cái bắn tơ nhện ở này, nhưng mà nó có một bản nữa dài hơn nữa, và nó có mấy cái này để nó cầm đu, nhưng mà thực chất thì nếu mà bạn đu nó sẽ rơi vào gãy, nên là tốt nhất mình không nên dùng mấy cái này lắm, này chỉ là chụp ảnh thôi chứ không dùng để đu thật thì phải dùng em Amazing Yamaguchi. Và bây giờ mình sẽ nói về biên độ cử động. Em này thực chất là rất là chặt, và nó chỉ em này thì không phải em nào cũng bị một lỗi, nhưng mà em này có một lỗi ở biên độ cử động của em, ý là cái chỗ này của nó không đậu, cái khớp của nó rất là chặt, rất là tháo được, nhưng mà tại vì mà vừa dễ tháo ra mà vừa chặt này nó lại rất là tốt. Nhưng mà cái cánh bướm con này, cái gọi đấy, chỗ này nó di chuyển nó thứ rất là rồng đều, nhưng mà bên này không di chuyển được, nó kiểu cứng đơ luôn đấy. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu với cử động như bình thường. Cái đầu của em này có một cái ball joint ở dưới, ở trên cũng có một cái ball joint, nhưng mà có một cái góc rất là lạ, và vì thế nó thể nhìn lên rất là đẹp, nhìn xuống cũng rất là tốt đấy, và nó thể nghiêng một tí. À, đây không phải một tí, đây là rất nhiều, kiểu what the fuck, mày con cú à. Đấy, xong rồi tay có thể, nếu mà có khớp cánh bướm hoạt động bình thường ấy, nó thể ấy được cả tay sang như này, như kiểu đấy, và đi lên rất là tốt đấy, mà tại vì nó có bóng tròn nên là rất là tốt đấy. Ngoài ra có một khớp xoay ở đây này, chỗ này gặp được hai lần này, nhưng mà cái tay này có vẻ nó bị không muốn gặp một lần nữa. Để xem bên này nhá. Đấy, bên này gặp được hai lần rất là tốt. Bên này có vẻ bị cứng nên thôi mình không không liệu. Tay ở đây có thể gặp sang hai bên xoay các thứ. Và thân ở đây là một cái bóng tròn này, xoay nghiêng rất là tốt. Nhưng mà bên này ấy, nó lại kiểu khá là cứng, không hiểu tại sao. Chỗ này gặp lên gặp xuống và gặp xuống nó thể tách ra rất là dễ, nó hơi lỏng quá nhưng mà sửa được rất dễ dàng. Và chân có thể gặp được lên từng này mặc dù kéo xuống rồi. Nhưng mà ngoài ra thì con này có một điểm đặc biệt hơn con Mayfax pha Homecoming là cái chỗ này của nó mềm hơn cái con pha con Homecoming. Tại sao mình cứ pha con Home nhỉ? Đấy, ok, lỗi tại tôi. Nhưng mà tại vì cái đấy mềm thế nên nó rơi được chân cao hơn bình thường.
Ok, chỗ này gập được 2 lần, nhưng mà nó nhìn hơi dị. Chân ở đây gập lên, gập xuống, nghiêng rất là chặt. Và cái chỗ này có thể gập được. Ok, đấy. Ok, và đó là review của mình về em Spider-Man, Mayfax Spider-Man Comic Version. Và các bạn thích video này và dab on the hater.